Okay, câu hỏi tiếp theo của bạn Luân Béo. Gym có phân biệt độ tuổi hay không? Và nó có khiến chiều cao không phát triển như bao người vẫn nghĩ? Và độ tuổi tốt nhất để đến gym? Đầu tiên thì mình sẽ nói về vấn đề độ tuổi. Thì trước đây mình có đọc một nghiên cứu, không nhớ lắm là tên là gì, nhưng mà nó có chỉ ra rằng ấy, là cái tác động của việc mà chạy nhảy bình thường của đứa trẻ lên xương, lên khớp thì nó vẫn lớn hơn rất nhiều so với việc là nếu mà đứa trẻ đấy tập gym và tập đúng form, tập đúng cách. Thì vậy là không thể có một con số chính xác cho cái độ tuổi tập gym được, mà mình sẽ chỉ có thể nói là khi mà người đó đến độ tuổi mà người ta có thể có nhận thức, đầy đủ nhận thức về gym, có thể tự học được hoặc là có người khác hướng dẫn để có những bài tập gym mà hiệu quả, đúng form, không gây ra chấn thương. Và về vấn đề là nó có ảnh hưởng tới chiều cao hay không, tức là có lùn đi hay không, thì mình có thể trả lời luôn đó là không. Mặc dù là có thể là ông bà, cha mẹ, tất cả những người xung quanh của các bạn bảo là sẽ lùn đi hay vân 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 vân, nhưng mà thực chất là họ cũng chỉ nghe lại từ người khác và không có một cái chứng kiến khoa học nào cả. Việc tập gym ý, thậm chí có thể là giúp cho các bạn cao hơn trong một số trường hợp. Thì lý do thứ nhất đó là khi tập gym thì cơ của bạn, xương của bạn phải chịu một cái áp lực rất lớn từ tạng, và khi mà chịu áp lực thì tự nó sẽ có nhu cầu bổ sung canxi, hấp thụ canxi tốt hơn để làm cho xương chắc khỏe hơn. Thứ hai là khi mà đi tập gym thì cơ thể của bạn sẽ có nhiều hormone testosterone hơn, có nhiều hormone tăng trưởng hơn, và như vậy thì nó cũng sẽ phần nào gián tiếp giúp cho cơ thể của bạn phát triển, khung xương của bạn phát triển. Và khi nói tới tập gym thì tất nhiên là mình nói tới tất cả các bài, thậm chí cả những cái bài gánh tạ hay là squat hay là deadlift vân vân. Thực ra có hai yếu tố rất là quan trọng ảnh hưởng tới chiều cao của bạn, đó là gen và dinh dưỡng. Nếu mà gen của bạn đã không tốt rồi thì chả có cách nào các bạn có thể cao được, trừ khi là các bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Và nếu mà về dinh dưỡng thì tất nhiên những cái người mà có dinh dưỡng đầy đủ thì sẽ có khả năng là phát triển chiều cao tốt hơn là những người ví dụ như là không có thịt cá tôm để ăn, không có trứng sữa để ăn, mà suốt ngày chỉ có ăn cơm, hoặc là chỉ suốt ngày ăn những cái đồ ăn nhanh, ví dụ như KFC v.v. thì những người đó sẽ có ít khả năng là phát triển chiều cao hơn. Mình chỉ có lời khuyên như thế này, tức là các bạn mà thấy vẫn có thể cao hơn được ấy, thì hãy chú ý tới dinh dưỡng, ăn uống tốt hơn, sử dụng những thực phẩm chức năng ví dụ như là canxi, nhưng mà nhớ là đừng có dùng những thực phẩm hỗ trợ mà có calcium carbonate. Sử dụng canxi là một này, thứ hai là sử dụng vitamin tổng hợp, thứ ba là cái rất quan trọng để có thể cơ thể hấp thụ được canxi tốt hơn, đó là vitamin D. Thì các bạn có thể mua của Polyqueen, khá là rẻ, dùng được rất là nhiều và cái hàm lượng của nó rất là cao. Bạn Đoàn Toản có hỏi về khởi động giãn cơ trước khi tập. Thì cái việc giãn cơ và cái việc tập tạ, cái việc tập tạ thì thực ra là co cơ lại, hai cái quá trình nó ngược nhau. Vì vậy là đừng giãn cơ trước khi tập, mà các bạn sẽ muốn khởi động bằng cách là tập một vài hiệp, ví dụ là 2-3 hiệp của đúng cái bài mà các bạn sẽ tập, nhưng mà với khối lượng tạ nhẹ hơn rất nhiều và tạ sẽ đi dần lên. Tiếp theo bạn John Nguyễn có hỏi là nói về tác dụng của thuốc tăng cơ vừa tiêm vừa uống, thấy nhiều bạn cũng hay hỏi. Thì mình sẽ nói luôn là mình sẽ không bao giờ nói về thuốc cả, mà mình sẽ chỉ nói về thực phẩm hỗ trợ, ví dụ như là whey hay là protein hay là amino acid hay là những chất vân vân khác mà không có hại cho cơ thể và nó là những chất tự nhiên. Còn cái mà bạn đang nói đến thì mình nghĩ là bạn đang nói tới steroid, tức là một loại thuốc mà có để tăng cường hormone nam. Thì những cái này nó không, nếu mà nói là nó hại thì cũng không thực sự là đúng, nhưng mà nó cần với sự là hướng dẫn của những người có chuyên môn hay là bác sĩ. Và nếu mà các bạn chỉ biết mua hoặc là nghe theo người khác về hay là uống vào hoặc là tiêm ấy, thì mình khuyên các bạn đừng bao giờ động vào, vì nó sẽ có những tác dụng mà phụ mà vô cùng là nguy hiểm. Vấn đề cuối cùng của bạn Lilo Chun là muốn nói về vấn đề mất cơ trong lúc tập, nếu mà không uống thực phẩm hỗ trợ thì có những biện pháp gì để giảm thiểu chuyện đó. Thì thực ra có rất nhiều bạn gửi câu hỏi về là ví dụ như là em tập xong em nghỉ một tháng thì có làm sao không, cơ có mất đi không. Thì câu trả lời tất nhiên là có. Thực ra ngay cả lúc mình ngồi không như thế này thì có hai cái quá trình nó xảy ra song song, đó là quá trình tổng hợp protein, tức là đại loại có thể hiểu là tăng cơ, và quá trình là phân hóa protein,
và cũng có thể tạm hiểu là mất cơ đi. Thì hai quá trình nó diễn ra song song. Nếu mà cái quá trình mà tổng hợp protein của bạn lớn hơn cái quá trình phân hóa protein ấy, thì tức là cơ của bạn sẽ tăng lên. Còn nếu mà ngược lại thì tất nhiên là cơ của bạn giảm đi. Các bạn cứ tưởng tượng lúc tập gym ấy, thì lúc đó là cái lúc mà các bạn kích thích cơ thể, làm cho nó cảm thấy có nhu cầu để phát triển nhiều hơn, khỏe hơn, to hơn. Còn những cái lúc mà các bạn nghỉ hẳn một tuần, hoặc hai tuần, hoặc một tháng thì tất nhiên là cơ thể nó cảm thấy là nó không có nhu cầu để phát triển, tất nhiên là nó không phát triển nữa và nó sẽ giảm cái khối lượng cơ đi. Và cũng rất nhiều người nghĩ rằng là đi tập là lúc mà cơ thể các bạn phát triển, nhưng thực chất ra ấy, là lúc đó là lúc cơ thể các bạn chịu rủi ro mất cơ đi nhiều nhất. Bởi vì khi mà tập thì tất nhiên là các bạn phải sử dụng năng lượng, và năng lượng thì rất có thể là cơ thể các bạn lấy từ cơ ra. Nếu mà nói về thực phẩm hỗ trợ ấy, thì BCAA là cái mà quan trọng nhất trong quá trình này. Bởi vì cái amino acid leucine có trong đấy là cái amino acid mà có khả năng kích hoạt cái quá trình tổng hợp protein. Thì khi mà quá trình tổng hợp protein nó cao hơn cái quá trình phân hóa protein thì các bạn sẽ giảm thiểu được cái quá trình mất cơ đi. Thế nên là mình cũng hay sử dụng BCAA trong lúc tập, và nếu mà sử dụng ít thì nó cũng không có tác dụng. Vì vậy là mình bao giờ cũng sử dụng ít nhất là 20 viên trở lên là BCAA của ProQueen. Và gần đây thì mình cũng thấy một số bạn hỏi về một thực phẩm hỗ trợ bảo là rẻ hơn ProQueen và hàm lượng cao hơn. Thì mình cũng nói luôn là mình sử dụng sản phẩm đó rồi, nhưng mà mình không thích ở một điểm, đó là nó rất hay bón cục. Và khi mà pha ấy, các bạn có thể để ý là thỉnh thoảng sẽ có một cái tủa trắng trắng, và mình không thích cái đó một chút nào. Mình không biết chất đó là chất gì và không biết là tại sao như thế, nhưng mà cái điều đấy là mình làm mình không thích. Và mình đã chuyển qua mà BCA của ProQueen, mặc dù là nó là dạng viên nhưng mà nó là dạng tinh khiết và nó không có một chất nào khác. Còn nếu các bạn không có đủ khả năng tài chính để mua BCA thì mình có hai lời khuyên cho các bạn. Thứ nhất là hãy giữ buổi tập của mình khó nhưng mà ngắn, khoảng tầm 45 phút hoặc 1 tiếng. Các bạn càng tập dài thì cái khả năng mà cái quá trình phân hóa protein của các bạn diễn ra thì nó càng cao, tức là các bạn càng dễ mất cơ hơn. Hoặc là thứ hai, tức là khi các bạn đã tập được khoảng tầm 20 phút rồi thì các bạn có thể sử dụng thêm một số nước thể thao mà nó có lượng tinh bột hấp thụ nhanh trong đó, hay là đường. Và vừa rồi là câu trả lời cuối cùng. Hy vọng qua video này thì các bạn đã có thêm một số những thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.